Các giám mục Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình sau vụ đâm dao khiến 3 trẻ em thiệt mạng. Các giám mục Công giáo ở Anh Quốc cầu nguyện cho hòa bình giữa bạo loạn bùng nổ sau khi một số trẻ em học sinh bị con của một người dân Rwanda đâm dao. Các ngài nói rằng bạo lực như thế đe dọa những giá trị của xã hội chúng ta. Bạo lực bùng nổ sau khi nghi phạm 17 tuổi, một người sinh tại Anh Quốc nhưng có cha mẹ là người Rwanda di dân vào Anh, đâm dao tại một lớp học múa của trẻ em ở Southport, Anh Quốc, khiến cho 3 trẻ nữ thiệt mạng, 8 trẻ em khác tại lớp học múa và 2 người lớn bị thương. Những người biểu tình phản đối đã tấn công và làm hư hại các khách sạn đang là nơi cư trú của những người di dân tìm cách tị nạn ở Anh. Đức Tổng giám mục Malcolm McMahon của Tổng giáo phận Liverpool đã kêu gọi các tín hữu hợp với Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói trong tuyên bố hôm 29 tháng 7, "Chúng tôi cầu xin phúc lành, bình an và sự hiện diện của Thiên Chúa cho những người bị thương, cho những người là cha mẹ, gia đình và bạn bè của những người bị thương, những người tham gia cứu trợ khẩn cấp." Đức cha Paul McCullinan, giám mục phụ tá của Westminster, phụ trách về di dân và tị nạn của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, trong tuyên bố ngày 5 tháng 8, 2024, lên án bạo lực trong tuần qua, đặc biệt là bạo lực nhắm vào người di dân và nơi ở của họ. Ngài nói, "Hôm nay và luôn luôn, chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện, làm việc và ủng hộ hòa bình tại đất nước chúng ta. Những hành động của một số ít người tham gia vào bạo lực ngược lại với các hoạt động bác ái, các nhóm giáo hội, các tình nguyện viên, những người không mệt mỏi giơ tay ra chào đón người di dân trong sự liên đới. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng họ có thể gia tăng nỗ lực để chúng ta có thể xây dựng các cộng đồng sau những biến cố kinh hoàng trong những ngày qua. Đức cha cũng cầu nguyện cho những người đang cư trú trong các khách sạn hay đang cảm thấy bị đe dọa. Ngài nói, các bạn được yêu mến và chào đón ở đây. Tất cả chúng tôi nên làm điều chúng tôi có thể để bảo đảm cho các bạn cảm thấy được an toàn. Tôi cũng cầu nguyện cho tổ chức cứu trợ khẩn cấp, những người hy sinh tiếp tục công việc mặc dù những nguy hiểm. Cảm ơn tất cả những điều các bạn làm để phục vụ thiện ích."